Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Hoa Kiển và Nhà Vườn của anh Tý nha. Hôm nay tiếp đến giao lưu những cái thành phẩm ghép siêu bông nhiều màu nha bà con. Cẩm thạch, một số dòng lá xanh nha, rất là đẹp luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với anh Tý ạ. Chào anh Tý. Dạ, chào Liêm ạ. Dạ, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Liêm ha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã xem kênh Liêm ủng hộ nhà vườn em ạ. Rồi địa chỉ em là xã Tân Mỹ, Hợp Giờ, tỉnh Đồng Tháp ạ. Số điện thoại em có để trên màn hình đó, quý cô chú chị nào mình mua cây đó thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại hoặc qua Zalo ha. Rồi để bắt gian em gọi chi tiết cây mã số 1 luôn ạ. Mã số 1 hoành cổ là 39 nha quý cô chú chị, hoành cổ rất là to, 39 nha, cũng đặt lùng lực luôn. Sổ đế là 32 ạ, tổng chiều cao 50, tán ngang 53 luôn nha. Cái dòng này là em bẻ bonsai nha quý cô chú anh chị, bẻ bonsai 3 đơ nha, rất là đẹp luôn. Đây quý chú anh chị về mình chỉ cuôn tàn mình nhấp nhấp gì thôi nha, là bông nó phực ra rất là đẹp luôn nha. Nè, rồi mã số 1 đầu dêm giao lưu giá là 500k bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Này được hai ba màu vậy ha. Dạ ba màu, thứ nhất là cẩm thạch tím ha, hai là cẩm thạch barakan ha, cẩm thạch tím lục bình nha, là ba màu này. Này tím lục bình nha, tím lục bình, dạ ba màu. Rồi em xuống mã số 1 lên mã số 2 ạ. Để mình... Rồi tiếp tục mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Một phôi một gửi nha, có cộng gửi nhỏ nha, sắn rất là đẹp luôn ạ. Rất là ngợi thật luôn. Rồi em xin đo một số ạ. Hoành cổ tại chim đo là 30 nha, hoành cổ 30 nha. Sổ đế là 41 ạ. Tổng chiều cao là 65 nha. Tán ngang là 63 luôn. Rồi mã số 2 em giao lưu giá là 450k luôn. Đây cái để em giới thiệu màu nha quý cô chú anh chị. Đây thứ nhất là màu cam cầu vồng mà nó đột biến nha quý chú anh chị. Đây đột biến cái màu đọt nó hơi đỏ đỏ nha. Đang có nụ luôn nè ha. Có nụ bông luôn. Này dòng đột biến của cam cầu vồng nha. Thứ hai là cẩm thạch trắng nha. Cẩm thạch trắng. À, cẩm thạch tím hồng nha quý chú anh chị. Tím hồng là cây được 3 màu. Rồi mã số 2 em giao lưu với quý cô chú anh chị 450k luôn nha. Đây em bẻ em 3D nha quý cô chú anh chị. Đây cái dòng bẻ cái 3D nè, rất là ngợi thật luôn nha. Rồi em xuống mã số 2 lên mã số 3. Rồi em tiếp tục mã số 3. Vành cổ là 25 nha, vành cổ 25. Sổ đế 44 ạ. Tổng chiều cao là 75 luôn ạ. Tán ngang là 65 luôn nha. Rồi mã số 3 em giao lưu giá là 420k luôn nha, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Đây cái để em giới thiệu mà cho quý cô chú anh chị nha. Thứ nhất là cẩm thạch trắng nha quý cô chú anh chị, đang búp bông chuẩn bị bung lụa rất là đẹp luôn ạ. Thứ hai là cẩm thạch tím lục bình nha. Rồi, thứ ba là cẩm thạch đỏ lửa nha quý cô chú anh chị. Đây cẩm thạch đỏ lửa và đây là cẩm thạch cầm lửa. Rồi cây này được mua bốn màu ạ. Đây em bẻ ba đời rất là thật luôn nha quý cô chú anh chị. Đây cái dàn xương em bẻ đây, quý cô chú anh chị hình dung nha. Rất lượng rất là thật ạ. Rồi em muốn mã số 3 là mã số 4 ạ. Rồi em tiếp tục mã số 4 nha. Rồi em xin đo một số ạ. Tất cả các phôi bên em là bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn nha. Rồi hoành cổ 24 ạ. Sổ đế là 40 ạ. Tổng chiều cao là 77 luôn nha. Tán ngang là 52 luôn ạ. Rồi mã số 4 giao lưu giá là 400k luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây này là gồm có màu cẩm thạch trắng nha quý chú anh chị. Cẩm thạch tím lục bình là 2 ạ. À, cẩm thạch bờ can là 3 nha. Cái Milo là 4 nha quý chú anh chị. Và cẩm thạch cam cầu vồng nữa là 5 nha quý chú anh chị. 5 màu cẩm thạch nha. 1 2. 1 2 với tím siêu bông là 3. À 3. Trắng 4, Milo 5, và canh 6, 6 màu. Đây quý chú chị xem nha, dàn xương em bé nè, rất là ngợi thật luôn nha. Này quý chú chị mình về chơi là cái mọc ra tược đó quý chú chị nhấp nhấp thôi nha, cuôn tàn sơ sơ hơn là phục bông tiếp tục nha. Dòng siêu bông là bông quanh năm luôn ạ. Rồi xuống mã số 4 là mã số 5 ạ. Rồi tiếp tục mã số 5 nha. Một cây bẻ bonsai ạ. Rồi em xin đo một số ạ. Hoành cổ 25 luôn nha. Cổ 25 ạ. Sổ đế là 47 ạ. Tổng chiều cao là 77 nha. Tán ngang là 69 luôn ạ.
Rồi, mã số 5 Zalo giá là 450k luôn nha, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị nha. Đây đánh thiệu mà cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Thứ nhất là cẩm thạch tỏ lửa nha quý cô chú anh chị. Thứ hai là cẩm thạch cam lửa ạ. Là 2 ạ, cẩm thạch tím lục bình là 3 nha. Cẩm thạch hồng là 4 nha. À, cẩm thạch trắng là 5 nha. Và có cẩm thạch yellowmix nha quý cô chú anh chị. Yellowmix cái màu bông màu vàng nhị đỏ rất là đẹp luôn nha. Là cây được 6 màu ạ. 6 màu cẩm thạch. Rồi em xuống cây mã số 5 lên mã số 6 ạ. Rồi mã số 6 một phôi một cây bonsai luôn nha, một rễ ạ. Một rễ lắc ạ. Rồi em xin đo con số ạ. Hoành cổ là 28 ạ, hoành cổ 28 ạ. Sổ đế 42 nha. Tổng chiều cao 69 ạ. Tán ngang là 58 luôn nha. Đây cái phôi này của quý chú anh chị một cái bệ nha. Lắc rất là đẹp luôn nha. Đó. Em bẻ bề đây quý chú anh chị xem nhẹ cái dàn xương anh em bẻ à. Rồi, mã số 6 em xin giao lưu giá là 420k luôn nha. Để em điểm mà cho quý cô chú anh chị nha. Thứ nhất là cẩm thạch đỏ lửa nha. Cẩm thạch đỏ lửa. Thứ hai là cẩm thạch tím siêu bông. 3 là cẩm thạch tím lục bình. 4 là cẩm thạch trắng nha. 5 là cẩm thạch cam cầu vồng nha. Rồi. À, cẩm thạch yellow mix nha quý cô chú anh chị. Rồi cẩm thạch tím siêu bông nữa nha. Cây này được 7 màu. 7 màu. Rồi mã số 6 giao lưu 420k luôn nha. Một phôi gợi một gửi rất là thật luôn ạ. Đây em quay cho quý cô chú anh chị mình xem cái dàn xương của anh em bé nha. Rất là nghệ thuật đây. Đó. Rồi em xin xuống mã số 6 là mã số 7 ạ. Rồi em tiếp tục mã số 7 nha. Rồi em xin đo một số ạ. Vành cổ là 40 luôn nha quý cô chú anh chị. Vành cổ tại chiếm đo là 40 ạ. Sổ đế là 34 ạ. Tán ngang 75 luôn nha. Tổng chiều cao là 57 luôn ạ. Rồi mã số 7 giao lưu giá là 500k luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi để em điểm mà cho quý cô chú anh chị xem nha. Thứ nhất là cẩm thạch trắng nha. Thứ hai là cẩm thạch tím siêu bông nha. Thứ ba là cẩm thạch cam nha, cam lửa nha quý cô chú anh chị. Thứ bốn là cẩm thạch đỏ lửa ạ. Thứ năm là cẩm thạch cam cầu vồng nha. 1 2 3 4 5. Một cẩm thạch trắng này nha quý chú anh chị. 6 màu. Rồi 6 màu cẩm thạch ạ. Đây quý chú anh chị xem nha. Một cây tàn do đẹp rất là đẹp luôn. Chỉ có 500k thôi. Quý chú anh chị nhìn cái dàn xương nha. Rất là dày luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn ạ. 6 màu cẩm thạch. Rồi xuống mã số 7 là mã số 8 ạ. Rồi tiếp tục mã số 8 nha. Một cây bonsai luôn nha quý chú anh chị. Mấy cây này em vô dây hết trơn à. Rồi hoành cổ là 23 ạ. Sổ đế là 37 ạ. Tổng chiều cao là 62 nha. Tán ngang là 59 luôn ạ. Rồi mã số 8 nên giao lưu giá là 450k luôn nha. Nguyên một cái bệ đó rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Một cái củ trực nha. Rất là đẹp luôn ạ. Để em điểm mà cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Thứ nhất là cẩm thạch đỏ lửa nha. Cẩm thạch đỏ lửa. Cẩm thạch tím lục bình là 2. Cẩm thạch trắng là 3. Cẩm thạch bờ la can là 4. Hồng. Cẩm thạch hồng nữa là 5 nha quý chú anh chị. Đây là 5 màu cẩm thạch nha. 450k cho mã số 8 ạ. Đây những cái cây cẩm thạch tím tiết không? Đúng rồi, có cẩm thạch tím tiết nữa. Là 6 màu nha quý chú anh chị. 6 màu. Đây cái cây rất là thật luôn ạ. Vì quý cô chú anh chị mình như kinh tượng này nè, quý cô chú anh chị mình nhấp á, mình cuôn tàn lại ha là nó phật bông quanh năm luôn ạ. Mấy dòng này siêu bông rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, bông quanh năm luôn á. Rồi, xuống mã số 8 là mã số 9 ạ. Rồi, mình tiếp tục mã số 9 ạ. Vành cổ tại chiếm đo là 29 nha. Vành cổ 29 ạ. Sổ đế 41 ạ. Tổng chiều cao 62 luôn nha. À, tán ngang là 58 luôn ạ. Rồi mã số 9 em giao lưu giá là 420k luôn nha. 420k cho mã số 9 ạ. Để em đếm mà cho quý cô chú anh chị xem nha. Thứ nhất là cẩm thạch này và đỏ lửa nha. Cẩm thạch tím lục bình là 2 nha. Cẩm thạch yellow mix cho quý chú anh chị là 3 nha. Đây cái này cẩm thạch tím tiết mà nó vợ đột biến nha, lá xanh là tím tiết luôn nha quý chú anh chị. Là 4 màu ạ. Đây cẩm thạch trắng là 5 màu. Chỉ có cái cẩm thạch tím tiết mà nó đột biến nha, cái dòng lá xanh nè. Là 5 màu ạ, 5 màu cẩm thạch ạ.
Rồi mã số 9 em giao lưu giá là 420k luôn ạ. Đây quý cô chú anh chị nhìn cái dàn xương bên nhà vườn em làm nha, rất là đẹp luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 là mã số 10 ạ. Rồi tiếp tục mã số 10, một cây bonsai ạ. Dòng này em không có vô dây nha quý cô chú anh chị. Rồi hoành cổ là 20 nha, hoành cổ 20, sổ đế 41 ạ, tổng chiều cao 61 luôn ạ, tán ngang là 63 luôn nha. Rồi để em điểm màu cho quý cô chú anh chị xem nha. Thứ nhất là màu Kayata nha quý cô chú anh chị, Kayata 1 nha, Jetvisa là 2 nha, trắng tiết là 3 nha. Rồi cây này 3 màu ạ, có tím tiết dưới nữa. Rồi có màu tím tiết là 4 nha quý cô chú anh chị. Rồi 4 màu, em giao lưu mã số 10 là 320k luôn ạ, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị xem nha. Cây bông rất là nghệ thuật luôn nha quý chú anh chị, bông rất là nhiều luôn. Rồi em xuống mã số 10 là mã 11 ạ. Rồi em tiếp tục mã 11 luôn nha, một cây tiểu Ấn Độ luôn nha quý chú anh chị. Đây cái màu bông đó nè, là cái dòng này là đổi màu nha quý chú anh chị, rất là đẹp luôn ạ. Rồi hoành cổ 20 ạ, sổ đế là 49 ạ, tổng chiều cao 70. Rồi tán ngang là 66 luôn ạ. Rồi mã 11 con giao lưu với giá là 320k bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Một cây tiểu Ấn Độ luôn nha, bông quanh năm luôn nha quý cô chú anh chị, màu đổi liên tục ạ. Rồi em xuống mã 11 lên mã 12 ạ. Rồi em tiếp tục mã số 12 ạ, hoành cổ 24 ạ, sổ đế là 50 ạ, tổng chiều cao là 69 luôn nha. Rồi mã 12 là em giao lưu giá là 350k nha, cho một phôi giống bay nha quý chú chị, củ đế rất là sạch luôn nha, không có tì vết nha. Đây rồi để em điểm màu cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Đây cái màu này là màu tím bướm nha quý chú anh chị, cái bông màu tím nha, có nhị trắng nha, rất là đẹp ạ. Nhất rồi thứ hai là màu tím tiết, hai màu ha, này đỏ lửa là 3 nha, đỏ lửa là 3, phụng hoàng lửa là 4 nha, hồng gân là 5 ạ. Thái đỏ, thái đỏ không phải, cẩm thạch cái cây đỏ lửa à. Tím của mình nó là 5 nha quý chú anh chị. Rồi cây này 5 màu ạ, nên nó đang bung lụa nha quý chú anh chị, mình về mình chỉ chăm nữa thôi là những cái bông này nó vượt ra từ từ, bông rất là đẹp luôn nha. Rồi 5 màu, mã 12 giao lưu giá là 350k luôn ạ. Rồi xuống mã 12 thì mã 13 ạ. Rồi có màu trắng tiết nha quý chú anh chị, tại nó nhiều quá em cũng sơ sót nha. Rồi xuống mã số 12 là mã 13. Rồi tiếp tục mã 13, một cây đỏ lửa nha, một cây đỏ lửa nha. Những cái cành này nó rớt quý chú anh chị, là em sẽ nửa đi em sẽ cưa cho quý cô chú anh chị bỏ nha, nó cũng đủ tàn rồi. Rồi em xin đo một số ạ, hoành cổ 21 ạ, sổ đế là 35, tổng chiều cao là 75 luôn ạ, tán ngang 70 ạ. Rồi mã 13 một cây đỏ lửa ha, em giao lưu giá là 300k luôn nha, 300k cho một cây đỏ lửa mã số 13. Đây bông rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, màu đỏ tươi nha, rất là sáng ạ. Rồi em xuống mã 13 là mã 14 ạ. Rồi tiếp tục mã số 14 nha, cái cây này hoành cổ em đo không được nha, em đo đại đi quý cô chú anh chị. Rồi hoành cổ 22 ạ, chỗ đế 46 ạ, tổng chiều cao 68 ạ, tán ngang là 64 luôn nha quý chú anh chị. Rồi mã 14 giao lưu giá là 300k luôn nha, 300k. Những cái cây này em không có vô dây nha quý chú anh chị, để em điểm màu cho quý chú anh chị xem nha. Đây là màu cẩm thạch tím lục bình là 1 nha, cẩm thạch hồng là 2 ạ, cẩm thạch tím sữa bông là 3 nha, cẩm thạch trắng là 4 ạ, cẩm thạch cam cầu vồng nữa là 5 nha. Rồi cây này được 5 màu cẩm thạch ạ, mã 14 300k nè, bông rất là sáng nha quý chú chị. Rồi em xuống mã 14 là mã 15 ạ. Rồi tiếp tục mã số 15 nha, một phôi củ trực luôn ạ, hoành cổ 22, sổ đế 33, tổng chiều cao 79 nha, tới ngàn 63. Rồi mã 15 giao lưu giá là 320k luôn, nguyên một cái bệ quý chú anh chị nha, một củ đặc nha.
một cụ đặc nha, cụ trực luôn ạ. À, rồi để em tím màu ha. Màu dép đi xa là một nha quý chú anh chị, màu tím bướm là hai nha, đây tím bướm gì trắng là hai nha, à, tím tiết là ba, trắng tiết là ba nha, tím tiết là bốn ạ. Tím siêu bông lá xanh, tím siêu bông lá xanh này là đột biến của hàng cẩm thạch tím mình ra nha quý của chú anh chị, là cây năm màu ạ. À, rồi năm màu dưa hấu nữa. Đúng rồi, màu dưa hấu nữa là sáu màu nha quý chú anh chị. Rồi mã 15 giao lưu giá là 320k cho 6 màu nha. Để quý chú chị xem nè. Rồi xuống mã 15 là mã 16 ạ. Rồi tiếp tục mã 16, một cây cẩm thạch tím siêu bông ạ. Vành cổ 18 ạ. Sổ đế 49 ạ. Tổng chiều cao 66 ạ. Tán ngang là 65 luôn nha quý chú anh chị. Rồi mã 16 em giao lưu giá là 300k bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị ạ. À, đây cái bộ đế này quý chú chị xem nha, rất là sáng nha, không có tì vết ạ. À, tán cũng rất là dày luôn nha. Rồi em xuống mã 16 lên mã 17 ạ. À, rồi em tiếp tục mã số 17 nha, một phôi cảm một cây thành phẩm ngũ sắc nha quý chú chị, cẩm thạch ạ. Rồi em xin đo số ạ. À, hoành cổ 19 ạ. À, chân này sổ đế rất là dài luôn ạ. À, sổ đế là 69 luôn ạ. À, tán ngang là 62 nha. Rồi để em điểm màu cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Thứ nhất là cẩm thạch đỏ lửa nha, thứ hai là cẩm thạch tiểu Ấn Độ nha, thứ ba là cẩm thạch tím lục bình nha, thứ tư là cẩm thạch bờ ra can nha, thứ năm là cẩm thạch tím lục bình ạ. À, rồi mình gọi là bốn nha. Rồi có thăm Milo nha quý chú anh chị, năm màu cẩm thạch nha, năm màu cẩm thạch tàn rất là dày luôn nha. Còn cái sổ đế thì miên man luôn, rất là dài luôn ạ. À, rồi mã 17 vô lô giá là 350k luôn nha, 350k cho mã số 17 ạ. À, đây quý chú chị xem nha, tàn rất là dày luôn ạ. À, bông rất là đẹp luôn ạ. À, rồi em xuống mã 17 là mã 18 ạ. À, rồi mã 18 một phôi một cây thành phẩm bờ ra can nha quý chú chị, cẩm thạch bờ ra can ạ. À, hoành cổ 30 nha, hoành cổ tại chiếm đòn 30 ạ. À, sổ đế là 41 ạ. À, tổng chiều cao 74 luôn ạ. À, tán ngang 64 luôn nha. Rồi mã 18 giao lưu giá là 350k luôn ạ. À, một cái củ nha quý chú anh chị xem nha, củ rất là sạch nha, củ cũng đặc luôn nha quý chú anh chị. Này dàn bông nó rất là kẹo luôn ạ. À, 350k cho mã số 18 ạ. À, rồi số mã 18 là mã 19 ạ. À, rồi tiếp tục mã số 19 nha, một cái phôi nghệ thuật luôn nha quý chú anh chị. Rồi em xin đo một số ạ. À, cái cành này rớt nha, nửa cái đêm cắt bỏ cho quý chú anh chị nha. Hoành cổ 31 ạ. À, sổ đế là 55 ạ. À, tán ngang 63 luôn nha quý chú anh chị. Rồi để em điểm màu cho quý chú anh chị xem nha. Đây thứ nhất là màu cam lửa nha quý chú anh chị, đang búp bụ nụ nè, cam lửa. Thứ hai là bờ là can, thứ ba là cẩm thạch cam cầu vồng, thứ bốn là cẩm thạch trắng, thứ năm là cẩm thạch tiểu Ấn Độ nha quý chú chị. Giống này mới nha, trên thị trường cũng đang hiếm nha quý chú chị. Rồi năm màu, cái phôi này có bị lỗi chỗ này nha quý chú chị, đây là bị táp nắng á. Nữa đi em sẽ cạo ra em chét keo cho quý cô chú chị ha. Rồi mã 19 350k bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị luôn ạ. À, mã số 19 ạ. À, rồi em xuống mã 19 là mã 20 ạ. À, rồi mã 20 một cây siêu phẩm nha quý cô chú anh chị, một cái củ trực mà một gãy sắn nha. Để em giới thiệu cho quý chú anh chị xem nha, đây cây gãy sắn từ trên xuống dưới luôn nha quý chú anh chị, chỉ có một cụm gãy lớn thôi nha, có cụm gãy nhỏ song song nha, nhưng mà sắn như con từ trên xuống dưới luôn ạ. Rồi em xin đo một số ạ. Hoành cổ 25 ạ, sổ đế 52, tán ngang 54 ạ, tổng chiều cao 90 luôn nha. Rồi một cây này em ghép được là cái màu, chỉ có màu tiểu Ấn Độ nha quý chú anh chị, cảm ơn là tiểu Ấn Độ. Đây chuẩn bị ra bông nha quý chú anh chị, màu bông ở đây nó bung nụ rồi đó. Rồi 500k cho mã số 20 nha, một cây củ đặc nha quý chú anh chị, đặc mà một gửi sắn nha. Cây này rất là quýp luôn nha quý chú anh chị, rất là hiếm trên thị trường luôn ạ. Rồi mã 20 cũng là mã của clip luôn ạ. À, clip em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã xem kênh anh Lim ha, và ủng hộ nhà vườn em ạ. Em kính chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều vui vẻ ha.
và thành công trong công việc ha. Rồi, hẹn gặp quý chú anh chị những clip tiếp theo ạ. Rồi, cảm ơn anh Tý nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú hộ nhà vườn ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp.